Xin chào các bạn, chào các bạn với channel của mình. thì hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cuốn sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch của Mark Minivani, phần thứ 20, quan sát nhiều sự vi phạm các bạn nhé. Thì trong phần này có nội dung quan trọng như sau. Ta cả cho biết này, kết hợp của nhiều dự vi phạm sau đây là vô cùng nguy hiểm. Thứ nhất chính là điểm bay một khối lượng thấp. điểm bay một có dạng squat. Thứ hai là không có chuỗi tăng giá liên tiếp. Thứ ba, xuất hiện ba có đen với khối lượng lớn. Thứ tư đó chính là đóng cửa dưỡng trung mình vào 20 và thứ năm là các phiên tăng hay thấp các phiên giảm khối lượng cao các bạn nhá đấy ta viết này phụ thuộc vào việc các vi phạm xảy ra như thế nào và mức độ trầm trọng ra sao tôi sẽ giảm tỷ trọng đầu tư hoặc thoát khỏi hoàn toàn cổ phiếu tất nhiên nếu lệnh ngưỡng của tôi chạm tới tôi sẽ bán bằng mọi giá đấy ví nhất này chẳng cổ phiếu uh, outer world crop đấy. là đây ở đây nó một cây tăng này đây nổ này với khối lượng thấp đấy. nhưng mà khi giảm thì lại với khối lượng cao đấy, chưa? ví dụ thứ hai này còn uh, mã là l l điểm nổ điểm bay vột thì khối lượng thấp đấy chưa nhưng mà khi giảm thì khối lượng cao này đấy. tóm lại tóm lại là kết hợp của nhiều dữ liệu vi phạm để ta có thể thoát ra khỏi thị trường một cách nhanh chóng sau đây là các dữ liệu cần quan sát thứ nhất chính là điểm bay vột khối lượng thấp điểm bay vột có lượng squat thứ hai là không chuyên gia giá liên tiếp thứ ba là số điểm bao đem với khối lượng lớn thứ tư là đóng cửa dường trung bình 20 người. và thứ năm là các phiên tăng khối lượng thấp các phiên giảm khối lượng cao nhiều như này bạn cùng nhau tìm hiểu cuốn sách cách tư duy về dịch như một nhà vô địch của Mark mini mini những bạn hãy đừng like share đăng ký nhá thôi tạm biệt tất cả các bạn bye bye